Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước, thì hôm nay mình lại tiếp tục xuống nhà bà cụ 72 tuổi hiện nay ở dưới Xuyên Mộc các bạn, để mình tìm hiểu và làm rõ hơn một số vấn đề, một số cái câu chuyện có thể là nhiều người, cô chú anh chị và các bạn, nhiều người có thể là chưa hiểu được hết cái nội dung của cái câu chuyện. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng cái câu chuyện hôm bữa mình xuống đây phỏng vấn nói chuyện với bà ấy, thì cũng có nhiều cái là mình cũng chưa hỏi tới, thì vì vậy hôm nay mình xuống mình làm rõ để hỏi rõ bà, để biết rõ lý do con của bà như thế nào. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với bà. Kính mời quý vị và hãy theo dõi hết video nhé. Dạ bà ơi, con chào bà ha. Thì hôm bữa thì con có xuống đây con nói chuyện với bà rồi. Dạ thì con cũng hỏi nói chuyện bà thì cũng biết qua về cái câu chuyện của cái người con của bà. Dạ. Nhưng mà còn nhiều cái này con cũng chưa hiểu hết được cái câu chuyện cái người con của bà, bởi vì hôm bữa bà nói chuyện là nó cũng chưa được hết á. Dạ. Thì bà cho con hỏi thế này. Cái năm bây giờ thì cái thời điểm bây giờ bà quen á. Bà quen cái người bạn, gọi là cái người bạn á. Dạ thì về sau có bầu á, thì bà ở đó thì được bao nhiêu thời gian? Cả làm 7 năm thì chỉ biết vậy thôi, bây giờ quên hết rồi. 7 năm ha? Bà quen 7 năm ở đó luôn? Không, làm 7 năm ở đấy. À, bà sống ở đó 7 năm luôn? Vâng. À. Cái năm bây giờ bà có nhớ là bà bao nhiêu tuổi không? Đi làm mới làm đây 19 tuổi. Không, thế còn cái thời điểm mà bà mang bầu mà anh, bà mang bầu mà có một cái người con mà bị bị thất lạc đó. Đến. Chả biết là bao nhiêu người đó. Có nghĩa là hiện nay này bà tới đó. Vâng. Bà ơi, bà tới đó là năm 19 tuổi phải không ạ? Dạ. Yeah. Năm 19 tuổi thế bà ở đó mấy năm thì bà sinh một cái người con hiện nay bị thất lạc bà. Dạ. Yeah. Chào chào anh ạ. Dạ. Dạ. Được mấy năm bà có nhớ không ạ? Anh gọi đại anh. Rồi bà có nhớ không? Bà không nhớ ha. Thế không nhớ. Xúc động bà khóc hay là bà không nhớ. Không nhớ. Bà cứ từ từ bà nói đi, bà cứ từ từ bà nói, bà nói. Bà không nhớ đâu. Dạ. Nhưng mà em biết đó là như vậy này. Dạ dạ, rồi anh ngồi đấy thì em bà sẽ... này bà không có chồng gì hết á. Bà dạ. Là bà có đời, một đời. Người con lớn. Người con trai cả là Hưởng á, Nguyễn Văn Hưởng á. Dạ. Rồi. Là đẻ năm 68 hoặc là 67 cô có nhớ không? Cô còn giấy khai sinh của nó không? Hưởng á. Cho nên cái đứa Mỹ là cô, cái đứa mà Mỹ với em đấy là thứ hai. Còn yeah. Con Oanh này là mới đây. Yeah. Con Oanh này nó về đây thì cô với yeah. Ừ. Anh cho em hỏi là anh là người gần đây luôn này. Anh hàng xóm gần đây. Cách đây có mấy gian đây thôi. Dạ, yeah. Anh là anh Hùng ha. Vâng, đúng yeah. Rồi. Dạ yeah, yeah. Em cũng nghe dạ. Yeah. Em này. Nhưng mà cái lúc mà em còn nhỏ ở đây này. Dạ. Yeah. Thì em cô vẫn nói thì phải, cô vẫn nói là cô đẻ đứa Mỹ đen cô cho đi à, và mình thì mình chưa có biết mặt đấy thì yeah. Mình cứ nhớ nhớ trong đầu là cô có sanh một người con Mỹ lai đen yeah. Thì nghe chuyện ra thì họ nói là cô lúc cô đi làm sở như vậy, nhưng mà yeah. Mình biết chắc á, là cô này cô đẻ thằng Hưởng là con cả yeah. Là Nguyễn Văn Hưởng yeah. Thằng đó là nó còn bằng tuổi cái bà chị của em kế yeah. Em á yeah. Hưởng nó phải bằng tuổi lên là cháu cô nhìn yeah. Không cho nên cô nhìn bây giờ trí óc của cô là nó cũng hỏi đến thì cô vậy thôi, chứ còn yeah. Cô cũng nhạy cảm, cô cũng không nhớ được, không có chuẩn xác được yeah. Cho nên là cái đứa khi vậy cô đẻ Hưởng rồi đấy, thì cô đẻ nó ở nhà cô đi làm à. Bố Hưởng là người ở khu 3 mà không có không là người Phó Gióng, là nó gần đây thôi. Cái thằng Hưởng là cô quen là cái thằng là Phó Gióng, cái ông Phó Gióng đẻ ra cái thằng Hưởng cho nên là cô nói là cô này cô không có chồng à. Sau bắt đầu cô mới đi làm, cô đi làm sở Mỹ thì với cái bà chị, bà ba là cái bà chị họ mà tên bà là Đào yeah. Thì hai người cùng nhau đi làm thì em nghe là khi nó bà ba thì bà bé đi cho đẻ ra thì bà muốn cho phi lại ngày xưa ấy, khi mà sanh con yeah. Con mà không có chồng thì nó người ta cũng dị nghị lắm yeah. Hay yeah. Là tiếng tăm yeah. Nó người ta cũng xấu hổ lắm, xong bắt yeah. Đầu là Thôi, cho đại thì không phải như mình cố đâu mà nhiều người cho đi. Nếu mình tính ra cái thời đấy em biết là vì sao cái chuyện ở đây có như bằng mấy người Mỹ lai trắng em biết là nguyên con nuôi không? Dạ. Yeah. Thì yeah. cái bà ba đấy thì cố vẫn bảo là đưa ra cái lối Vũng Tàu đấy cho đi vào cái. Cho kiểu. Bà ơi cho con hỏi thế này, bà có nhớ cái thời điểm mà bà cho á? Bà cho mà chị gái của bà đem cho trong 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 ký túc xá đó, trong chỗ trại trẻ mồ côi gì đó
Thì cái thời điểm bác nhận được bao nhiêu con bà lúc bây giờ bao nhiêu tháng rồi? Được có mấy tháng. Mấy tháng? Bà có nhớ chính xác là mấy tháng rồi? Đẻ lúc đấy cho cô ở ngoài đấy cô đẻ luôn là cô. Ờ, đẻ xong là cô làm khai sinh luôn à? Làm khai sinh luôn. Khai sinh là họ tên là gì? Bà lấy họ của ai? Tấn Thành. Nguyễn Tuấn Quỳnh. Nhưng mà họ cái họ đấy bà lấy lý do gì bà để bà lấy bà cái họ đấy? Bà họ. Bà này bà Nguyễn Thị Nhì. À. Nguyễn Thị Ly. Chứ sao gọi là cô Nhì đấy? À. Bà Nguyễn. Bố của bà là Nguyễn Văn Chu. À. Cho nên là họ Nguyễn thằng Hưởng bà đẻ ra bà cũng đặt thằng Nguyễn Văn Hưởng luôn. À. Đó. Con oanh là bà cũng lấy tên nó luôn. Cứ mấy hôm kia nó đi với bà tùm lum rồi bà nói rõ là như vậy luôn. Thì bà đâu có lấy chồng thằng nào. Dạ. Vậy là bà cũng không có nhớ rõ là cái năm mà bà đi là phục vụ bà làm ở đó là bà bao nhiêu tuổi khi bà có bầu của một cái người con. Bà biết là sinh năm 71 chứ bà không nhớ là năm đấy bà bao nhiêu tuổi luôn. Không. À. Cháu em biết rõ là thằng Hưởng ít nhất thằng Hưởng nó sinh năm 6 tháng hoặc là 6 có thể là 67. Cô nhớ cũng rõ thì cháu chỉ biết. Yeah. Chắc chắn thằng Hưởng là nó phải từ năm 68 nó hơn cháu phải 2 tuổi, cháu 70 này. 67. Vâng thì thằng Hưởng nó phải có thể là 67, cháu chỉ nhớ vậy thôi, cháu chưa có khai sinh nó bao giờ nhưng mà mộ thằng Hưởng nó còn đang ngày tháng nó còn đang trên mộ kia. Yeah. Chết năm 59 cháu biết. Còn sau khi đẻ thằng Hưởng rồi cô mới đẻ cái lúc mà đi làm sở ấy hầu như ở đây là cũng ít người biết nhưng mà về nhà thì cứ nói chuyện nhiều khi ấy là em là em biết được cái chuyện đấy. Thì bắt đầu là đến cái lúc mà em cách đây mấy năm này em thấy cái vụ Randy Quốc Anh gì đó là ca sĩ đấy đi tìm mẹ thì mình cứ bảo chứ mẹ ngó cái ông này ngó cái so với cái bà Chu với lại cái mũi của cô Nhì này là rất là giống cái mũi của tay đấy. Đó tại mình coi trên mạng hình đấy. Mà thấy tay đi tìm thấy khổ quá mình mới gọi chứ mình mới gọi cô Nhì đây mấy lần bỏ chứ hay đi giá mà sẵn tiền để lôi cố đi thử ADN luôn. Tại vì mình biết là cái mẫu ADN của ông đi đấy là ông đã công khai cái mẫu ADN của ông trên đấy rồi. Trên công ty đấy rồi hai cái trùng giờ cái thử cái mẫu của cô Nhì này. Thì nếu mà nó trùng á thì mẹ con gặp nhau còn không thì thôi cũng giúp cho cô lần về cho xong rồi. Dạ cho tội nguyện ha. Tội nguyện đó thì bây giờ thì chứ còn nói cô Nhì á em đâu biết từ đâu đến đâu. Cô này cô ấy bây giờ cô bảy mấy mà nói đúng cô người cô không có khỏe mà chị nhóc cô ngay cái lúc thời xưa thì cô cũng chẳng cái đầu óc của cô nói chung không có lanh lẹ nó không có thông minh nói thẳng như vậy. Cô chỉ cứ còn bà chị này là bệnh bà nữ như là bệnh tâm thần gì đấy mà nói còn có một cô Thủy là lấy chồng thôi cô Thủy là cô ở giữa giữa hai cái bà này lấy chồng là minh mẫn hơn là minh mẫn hơn. Còn một em trai là chết từ lúc nào có thể em không biết em Nguyễn Văn Cảnh đấy. Bà ơi cho con hỏi thế này, bà có nhớ con của bà sinh nha, bà nuôi được mấy tháng không? Chính xác là khoảng mấy tháng, bà có nhớ ăn áng được mấy tháng không? Tầm mấy tháng bà nhớ đâu? Chắc gì là 2 tháng. 2 tháng hả? Cô cứ ở ngoài đấy cô nuôi nó. Cô hay là cô có bế về đây không? Cô bế về đây, bế nuôi chứ sao mà ra lại xem bà lại đi về đi, cho bế đi chơi. Dạ. Mẹ là bế bà đi chơi bà cho mẹ lúc nào. Dạ. Bà có nhớ cái thân hình con bà lúc bây giờ bà có hình dung được như thế nào không? To. Đầu tóc thì có nhiều không? Đầu tóc có ít tóc. Ít tóc hả? Đầu chọc. Như kiểu đầu chọc. Là 2 tháng có đầu chọc hả? Ít tóc đó. Ít hay là không có bà? Ít. Ít hả? Ít là ít kiểu như tóc tơ đấy hả? Giống như là ngoe ngoe. Hay là sao? Ngoe. Tóc mà tóc quăn hay là tóc không tóc có quăn. Không. Tóc bình thường thôi. Tóc bình thường hả? Mà ít không có luôn à? Không. Ít tóc. Chắc bà không biết là bây giờ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của bà thì và nét mặt nhìn kỹ thì nó có rất nhiều nét giống. Vâng. Nhưng mà bây giờ mình cái mũi của cô là giống cái mũi giống đấy. Đấy. Mỗi lúc em nhìn giật mình luôn ấy. Bà ơi cái hồi mà bà bồ với ông đấy ấy, mà ông đấy ông có tóc không bà? Có tóc mà tóc ít lắm. Thật ra đấy. Nên còn biết như vậy này, cô Nhì cũng không phải cô đọc là nên đấy ông đấy là cô Đì đâu. Ông bà vẫn cô Nhì cũng vẫn đọc với em là tên của ông đấy là Sandy, mà Sandy. Cô cứ đọc là Sandy, đó, Sandy. Nhưng mà thật sự nó là Randy, nếu theo tiếng Anh biết. Còn cô Nhì cố đọc chỉ đọc theo tiếng Bồi thôi. Cô biết là cố nghe, cố thở đấy nó cứ đọc tiếng Bồi, ai biết tiếng Anh gì? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao em có một lần em hỏi cô là tên nó là gì cố, mà tên nó là Quốc Anh. Cô tự nhiên cô nói mẹ vậy, mà em bảo chứ
cái từ Randy với Quốc Anh của ông Randy đang đi kiếm thế này, không hiểu là lý do gì nó lại có cái tên đấy. Nhưng mà cô nhì này ấy, là cô còn nói là cái ông bồ với cô là ông Mỹ Đen ấy là tên là Sandy, cô cứ đọc Sandy. Cho nên nhưng mà em bảo là tiếng Anh thì dắt vô xăm của nhà cô bên này nè. Như bây giờ mình nhìn giữa bà, mình nói ví dụ, mình đang nói giả thiết thôi nha. Giả thiết là bây giờ là bà là mẹ hoặc là người nhà đi của anh ca sĩ Randy á. Và giữa nhìn giữa bà và chị gái của bà nhìn hai người khác nhau hoàn toàn. Đúng không? Hai người khác nhau không có giống nhau. Một trời một vực luôn. Không, chị này là người lớn này đâu giống người giữa. Đó. Giống thế ý em đang nói chuyện ấy là hai chị em ruột luôn mà khác nhau một trần vực, không có một nét nào giống nhau. Dạ đó, từ cái trán nha, từ cái trán, cái phần cằm, phần trán, mũi, nói chung là khác nhau hết, không có một cái gì giống nhau hết, đúng không ạ? Mà nhìn nó giống như vậy. Nếu như còn cái hình mặt cô á, cái bà mẹ đẻ là cô này này, là cái môi của tay đấy giống nhau của cái tay kia thì em để ý ông hát, em để ý cái gương mặt tại chị có ba chồng em ở đây thì xưa ba chồng em biết nhưng mà chỉ biết cái biết cũng chỉ biết nghe vậy biết thôi. Cái nói là có xanh Mỹ đen thôi thì chắc đi. Chắc chắn là cô nhì cố xanh người Mỹ đen rồi nhưng mà bây giờ mình chỉ đặt vấn đề là bà trí nhớ và không có nhớ không biết đứa bé đấy bây giờ nó ở đâu đó, tại sao mà còn nếu cô nhìn này nếu mà cố minh mẫn mà gia đình mà ổn định á sau giải phóng là cô đã đi tìm nó rồi. Đúng rồi, đúng đến rồi. Lúc cái diện con lai cô đã tìm cách cứu cô nghiên cứu cho bằng được rồi nhưng mà nhà cô ấy là chết rồi là lâu chưa bà tìm ngay năm mấy giờ lâu chưa khoảng mấy chục năm rồi bà bao nhiêu khoảng bao nhiêu năm mà. Cho nói thật cô nhì chưa chắc cô đã biết bà ba bà cho bà cho ở đâu thôi chưa chắc nó đã chính xác là lời em sợ là bà cho để gặp ngay cái người miền Trung Đà Nẵng thì người ta bê về quê người ta di tản đấy đúng rồi nó tản mà chứ còn đúng nếu rồi. Ra đúng ra so ra thì cháu nghĩ là cô nhì không biết được bà ba bà cho ở đâu tại vì bà ba đấy cái bà đào đấy nó thật là bà chỉ muốn thôi cho đi cho rảnh cho xong hai chị em đi làm cho xong việc ha cho xong việc đi để em chị đi làm đó là theo cái suy nghĩ của em đúng cho nên là cái cô nhì này thì cô đã vừa mẹ nó đẻ bình thường đã mang tiếng giờ nhé đây thêm lần đúng này được ngày xưa nó gì kỳ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng bây giờ anh ngày xưa mà không ngày không... xưa mà xanh không có chồng đấy đúng rồi phức tạp đúng rồi đúng rồi phức tạp bây giờ là bà cô nhìn này là cô cũng có giận lúc ấy cô nói thì cô xong thôi cho nên là cháu thì cháu nghĩ là chưa chắc cô nhì đã biết bà đào là cái bà bế đi bà cho ở đâu hay là bà cho người ta hay là bà có ký tên rõ ràng trong cái nhà cô như viện đó không đúng rồi cho nên thằng bé nó mới thích nạp đúng rồi vì vậy mà trong khi tất cả những người sinh ra họ đều tìm cha mẹ hết cái người đúng rồi này, lúc đấy anh đều tìm được hết đất đúng rồi có mỗi cái ông Sandy này sao mà không tìm được mà em thì em cứ có cái linh cảm đó em nói thật anh ơi tối qua em không ngủ được em ngồi em suy nghĩ rất nhiều em bảo quái lạ sao khuôn mặt giống này vâng. Nhưng bây giờ nó chỉ có mỗi một điều ấy, là tại sao mà anh ấy tìm ở ngoài Đà Nẵng với miền Trung vâng. Ở Huế nói chung là cái khu vực miền Trung đấy, mà lại không tìm được là cái kiểu mà dân lúc đấy đó đúng rồi chiến tranh mà đúng rồi nó thời chiến tranh mà cho nên là tản mát bốn phương trời rồi theo quân đội từ bên này ra bên kia nhiều cái hoàn cảnh mình không thể nào tưởng tượng ra nổi nó em thì em vẫn nghĩ thế này này nói chung là em bây giờ thì mọi chuyện mình cũng chưa biết được nhưng mà em vẫn nghĩ thế này cũng có thể là năm bây giờ bà sinh ở đây thật sự vâng. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó bà cho ai hoặc chị gái của bà cho ai vâng. Nhưng mà không biết là sao thì lại chuyển ra khu vực miền Trung vâng. Đó ra miền Trung xong mà người ta lại cho làm con nuôi đó cho cái người ta làm con nuôi thì vì sao anh ấy làm con nuôi ở đó mà em đấy, cho nên là nó cũng là nó, khi hỏi cô em hỏi cô ở giữa đường này cô bảo tên đó là Quốc Anh gì đấy bố nó là ông Sandy cho nên em mới bảo cái ông kia ông ấy tên là Randy Quốc Anh đó cho nên là nó có một cái gì đó em mà trong khi so sánh với mặt đấy thì em thấy là mà đưa hình, nó mới đưa lần đầu tiên ấy, tối mấy em gia đình em coi chương trình Quyền Linh đến chương trình đấy. Dạ. Cái bảo là cái này giống cô nhì quá. Dạ. Sau thì em đi chợ em thấy cô là bà nhì ơi, phải bà có đứa con Mỹ Đen à? Tất
cho đi rồi, ta có nuôi đâu. Dạ. Bảo vậy cho ai cả, con vợ bé nó cho đi. Dạ. Chứ ta đâu có cho đâu. Bảo vậy cho bé đấy ta cho coi hình này. Bảo dạ. Chị bé ở đây giống bố nó quá. Dạ. Đấy, nên ban là như vậy. Dạ. Mấy người cứ bây... qua nó lại có tiền đâu mà đi tìm. Nó dạ. Bảo nó có tiền để nó cho bé đi thử ADN, nó không có tiền. Đã bảo là thôi mày chạy cho tao, tao trả sau. Bây giờ mình nhìn một cách khách quan thôi, mình không có nghiêng về đâu hết ạ. Mình không có nhìn cái linh cảm gì hết ạ. Bây giờ mình chỉ nhìn cái khuôn mặt của anh đó, mình nhìn kỹ, nó có rất nhiều nét là biểu hiện giống khuôn mặt của bà. Em thì thấy cái khuôn mũi ở xong nó giống mũi gì. Em nhìn cái mũi và cái cằm. Cái cằm rất giống. Thì mình không có nhìn rõ được cái cằm của gì. Đây này. Mọi người nhìn thấy không? Cái cằm rất giống. Cái cằm nói chung là cái biểu hiện cằm môi, từ cái môi này, từ cái cằm này, đúng không ạ? Mà từ cái nó rất khác. Đó khác. Cũng giống đó nha. Đây. Nhỏ con gái cũng nước da này luôn. Đấy. Ừ. Thế cho nên mọi người bà mà đẻ nó cố bà cũng đen lắm. Dạ. Đen như mỹ đen luôn. Dạ. Ừ. Dạ. Thế thì con cũng cố gắng hết sức để con tìm hiểu và để chờ tới đây, nếu mà mẫu mà các cái mẫu kia mà gửi của các anh em mà đang nghi ngờ anh em của anh nhé mà không có đúng thì tới này có thể là sẽ lấy mẫu xét nghiệm của bà nhá. Ừ, để nếu mà đúng thì nó là cái quá tốt, mà không đúng thì mình cũng phải chịu thôi. Già rồi. Dạ. Mấy hồi nữa rồi. Đúng rồi. Cháu thấy tội nghiệp cái chú đấy, chú dạ. Đi làm, chú đi tìm mười mấy năm nay. Đúng rồi. Vâng. Dạ. Trời, có mấy cái clip mà khóc luôn ảnh. Đúng rồi.